Xin chào mọi người. Thì chiều nay mình có về một lô 30 chiếc máy cắt cỏ Mitsubishi các bạn nhé. Con này cũng là Mitsubishi nhé. Con này là ZB nhưng mà máy Mitsubishi nhé. Nó vẫn được tính là Mitsubishi. Còn bọn kia là tên là 26, 261 thì không có gì. Những con kia cũng đều là TU, TB, TL. Không lấy làm gì. Nhưng mà có một điều mà khách hàng gọi đến làm phiền mình nhiều quá, cho nên là mình làm một cái video này riêng để giới thiệu với lại các bạn. Ở trong cái lô 30 con này thì là có 7-8 con là Mitsubishi TU, TU26 các bạn nhé. Thì trong cái lô ở trong cái video trước thì mình mới móc ở trong thùng ra có một con thôi, một con số 8. Thì lại nhiều khách gọi đến hỏi quá. Và mình nói rằng là cái khách đầu tiên đã cọc rồi, chuyển tiền cọc cho mình rồi. Sáng mai mình sẽ gửi hàng đi. Thì nhiều khách khác sau đó thì gọi điện đến và đặt mua. Thì mình đã nói là có khách trước đặt rồi. Thì là em sẽ còn những cái máy khác nó cũng như thế. Thì anh đặt thì là em sẽ gửi cho anh con đấy. Anh cứ cọc tiền cho em sẽ gửi cho anh con đấy. Thì họ này cứ phàn nàn, họ rất quyết là họ phải mua cho, bán cho họ con số 8 đấy. Thì khổ lỗi là một số 8 ấy thì chỉ có một con và một giao được cho một khách ấy, chứ làm sao một con lại giao cho nhiều khách được. Đấy thì là họ em bảo là thế, nếu thế thì là làm cái video hoặc là chụp ảnh này gửi cho họ. Phiền quá các bạn ạ. Thực sự là mình đã nói là mình có những con tương tự như thế rồi thì là phải tin rằng là nó là tương tự như thế. Đây ví dụ như mình nhặt 4 con này, mình móc ra được một thùng thôi. Thì là nó nhặt ra một thùng thì là 2 thùng. Thì một con là hình như một con cũ này là con số 8 đây, con số 8 ở video trước đây rồi. Nhưng mà những con này mình móc được ra 2 thùng thôi, còn đâu nó lẫn lộn với nhau thì mình không tìm ra. Thì nó đều là TU26 đây. Đấy, thì nó nói nhá các bạn nhá. Thực sự là nó đều như thế hết các bạn nhé. Này. Đều như thế các bạn nhé. Mình sẽ quay chi tiết hơn để cho các bạn xem. Có riêng có một con này thì nó màu đen. Trong tất cả các con thì là có con này màu đen, những con khác màu đỏ. Đây mọi người có thể nhìn thấy, đây là con số 8 ở video xuất hiện từ video trước nhé. Hai con này các bạn có thể thấy không, đây các bạn có thể thấy được ba con này nó y xì nhau đúng không, không khác nhau một chút nào cả. Thế mà khách cứ không tin. Khổ thế. Riêng cái con này thì nó khác màu thì là mình không nói làm gì. Khác màu thì mình sẽ nói là nó có con màu đen, thì anh có lấy màu đen không, nếu không lấy thì thôi. Đây mình sẽ xoay đúng rồi, nó chỉ khác màu thôi nhé, cấu tạo nó y xì luôn, cấu tạo nó y xì luôn các bạn nhé, không khác gì cả. Đây. Cái tem thì là có con thì nó sẽ bị bong mất, có con không, bởi vì cái tem này nó rất dễ bong. Đấy. Đây mã của nó đây các bạn nhé. Con này mã ra đây, con này mã ra đây, con này mã ra đây. Khách hàng mua thì là cứ phải tin đi. Nếu như mà đặt con màu đỏ giống con số 8, mình sẽ giao cho các bạn hai con như này, hoặc là những con khác như thế này, y xì con số 8 luôn, không khác một điều gì cả. Thậm chí trong đó thì sẽ có con nào còn đẹp hơn cả con số 8 này. Đấy. Còn nếu như bạn nào thích màu đen thì mình sẽ gửi màu đen, nếu không thích màu đen thì mình sẽ gửi màu đỏ này. Đấy. Thực sự là hôm nay mình về nhiều cửa hàng quá, mấy lô. Một lô máy Mitsubishi này, một lô máy Taraka này 20 con, một lô Mitsubishi này là 30 con, còn 20 con Taraka này. Đấy, rồi là Echo ở Shinewa.
Hồi xưa xin đi qua nữa, mấy chục con nữa, nói chung tổng lúc này về gần 100 con nữa. Rất là nhiều. Mình thì là quá là vật vã luôn. Đây thực sự là một đêm rồi mà máy móc thì vẫn rất đầy ngoài vườn chưa. Về thì có con là nó chưa vệ sinh nên mình phải vệ sinh. Cho nên là phơi dọn, thực sự hôm nay là bao nhiêu người rửa dọn. Đấy, rồi phơi đến bây giờ là phơi đến đêm rồi, thực sự là 11 giờ đêm rồi. Thế mà vẫn chưa nhặt được hết máy vào các bạn. Nó nan nhiệt, nó vật vã nhiều quá. Thực sự hôm nay là vừa hàng về rồi là vừa đóng gói hàng giao cho khách, quá là vất vả luôn. Nhưng mà các bạn mà xem video thì là nên để ý một chút và nên mua nhanh một chút. Mình không có nhiều thời gian để quay chi tiết từng con một, mà mình chỉ lấy một con mình quay đại diện cho cái lô ấy thôi. Thì các bạn bảo mua cái loại như thế thì là mình sẽ gửi loại như thế. Trước khi gửi thì mình sẽ test máy, nổ kỹ, quay video lại và gửi Zalo cho các bạn. Chụp ảnh số khung số máy lại cho các bạn. Khi nhận hàng các bạn kiểm tra đúng số khung số máy, đúng cái con trong video mà mình gửi qua Zalo đấy thì các bạn nhận hàng. Đấy. Chứ còn những con trên YouTube thì mình chỉ đăng được một số video thôi, không đăng được nhiều, không đăng được hết tất cả sản phẩm như đấy đâu. Đấy. Nó quá là vật vã đối với mình luôn. Rồi đấy, bác nào mà muốn mua Mitsubishi TU26 đấy nhá, giống qua số 8 ở video lúc trước, lúc tối mình đăng nhá, thì cứ thế đặt hàng, cứ thế chuyển khoản cọc. Đây, mình sẽ gửi EC những con như thế nhá. Bác nào thích màu đen thì mình gửi màu đen đấy, thích màu đỏ mình gửi màu đỏ đấy. Không có điều gì là lấn cấn cả. À, đẹp chưa? Đẹp vật vã chưa? Con này nó mất cái tem rồi. Nhưng mà cái tem này cũng chả làm được cái gì đâu các bạn. Thực sự là mình mang mua máy về, mình có mang máy cắt cỏ để đi mình đi tán gái đâu mà mình phải cần nó đẹp quá. Quan trọng là chất lượng. Quan trọng nó là phải kiếm được ra đồng tiền bát gạo. Nó phải từ cái máy này, nó phải sinh ra của cải vật chất, nó đem lại hoa màu, đem lại thóc, đem lại gạo, đem lại ngô khoai sắn cho chúng ta. Chứ còn đẹp, đẹp nó chỉ là cái mã thôi, nó không tạo ra của cải vật chất thì đẹp chẳng làm gì cả. Đấy. Ví dụ như chúng ta cứ ao ước lấy hoa hậu, lấy hoa hậu về không làm được ăn được cái gì, còn mất tiền. Mất tiền vì hoa hậu, không phải chuyện đùa. Rồi, ok. Video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.